Xin chào các bạn. Trên tay mình đây là con chuột Apple Mighty Mouse. Đây là một con chuột USB được Apple sản xuất cách đây rất là lâu rồi. Họ làm cái con chuột này dùng được cho cả trên máy Mac và trên máy Windows. Mình may mắn mua được một con chuột mới. Bây giờ mình sẽ khui hộp trên tay nó và sau đó sẽ có một cái game nho nhỏ và tặng lại cái con chuột này cho bạn nào may mắn. Cách đây nhiều năm thì cái quy trình đóng gói không được đẹp giống như là bây giờ. Chỉ nhìn rất là sơ sài, hộp cũng không có đẹp, seal cũng không có đẹp luôn. Rồi, đây là bên trong, bên đây có một cuốn sách hướng dẫn. Cái này họ dán lên đây luôn, nếu như mà mình cần đọc thì mình mở ra. Còn nếu như mà không cần đọc thì thôi. Rất là dài. Dài lắm, ba quyển. Ok. Thì đây là một con chuột kết nối qua cổng USB chứ chưa phải là một con chuột Bluetooth. Bluetooth là cũng là một có một con chuột như thế này nhưng mà nó là thế hệ sau, còn thế hệ đầu nó là con chuột kết nối qua cổng USB. Dây kết nối của nó thì chỉ khoảng 80cm thôi. Cái này phù hợp với bạn nào xài laptop hoặc là iMac hoặc là Apple. Ngày xưa họ có bán cái bàn phím tích hợp luôn cái cổng USB thì là để xài với những cái con chuột dây ngắn như thế này. Này là cái siêu đóng gói. Họ cũng đóng gói rất là sơ sài, không có một cái túi vải xịn giống như là cái Magic Mouse đời sau này. Với cái thiết kế bo tròn giống như là cái con chuột đồ chơi, cân đối hai bên trái phải. Cái này nếu như bạn nào thuận tay trái hoặc là thuận tay phải thì đều có thể sử dụng được hết. Đây là một con chuột quang, chưa phải là chuột laser giống như những cái thế hệ Magic Mouse sau này. Còn ở phía bên dưới này là mắt chuột quang, logo và những cái thông tin cũng như là số series của nhà sản xuất. Bên hông này là có một phím cảm ứng lực hay còn gọi là cảm ứng điện rung đó. Thì cái phím này mình có thể gán rất là nhiều cái thao tác cho nó mà lát nữa mình sẽ mở cái menu cho các bạn coi. Còn mặt bên trên này thiết kế hình bầu tròn, có thể dùng được cho người thuận tay trái hoặc là tay phải, không có bị hết. Bên dưới có một cái logo hình trái táo khắc chìm. Bên trên có một bi lăn, cái con bi lăn này rất là đặc biệt. Nó có thể xoay và thao tác 360 độ, tức là vừa bên trái, phải, trên, dưới và cả góc chéo. Nó đều có thể thao tác được hết. Và có một chiều là nhấn trực tiếp vào. Nhấn trực tiếp vào là mình cũng có thể gắn những cái thao tác cho nó giống như là hai cái phím cảm ứng lực ở hai bên. Đặc biệt hơn nữa là bên trong nó có một cái loa phát tán âm thanh. Cái loa này nó sẽ tạo cái hiệu ứng khi mà mình cuộn, giống như là khi mà mình cuộn trang hay là mình xoay cái núm trên đồng hồ Apple Watch, hoặc là bạn nào hay đặt báo thức ở trên iPhone, khi mà mình cuộn cái thanh giờ hoặc là phút thì nó sẽ có cái thanh từ từ. Thì khi mà mình kết nối con chuột này vào máy tính và mình lăn thì nó cũng sẽ phát ra một cái tiếng kêu tương tự như vậy. Chuột trái phải bên trong có một cái mạch cảm ứng, nó sẽ tự nhận biết là mình sử dụng ngón tay chuột trái hoặc là ngón tay chuột phải. Tương tự như bên trái thì bên phải nó cũng có một cái phím cảm ứng lực. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái menu thiết lập cái con chuột ra. Khi mà kết nối vào thì nó tự động nó nhận cái con chuột này. Đây thì có thiết lập tốc độ di chuyển này, khi mà mình đưa con chuột qua lại, là thiết lập bấm 2 lần nhanh hoặc là chậm. Cái này là tốc độ cuộn trang ở trên cái con lăn 360 đó. Trên này là thiết lập con lăn 360 độ ở cái thao tác mình nhấn trực diện vào. Nó có cho mình là nút chính hoặc là nút phụ hoặc là mở mission control, rồi cửa sổ ứng dụng hoặc là spotlight hoặc là cái gì đó. Cái này là tùy mình thiết lập. Như mình đây là mình thiết lập là mình sẽ chuyển đổi giữa các ứng dụng thì nó sẽ giống như thế này. Đó. Những cái ứng dụng mình đang chạy, mình nhấn cái thì nó sẽ hiện và mình chuyển. Rồi. Rồi cái nút chính là nút chuột trái, nút phụ là nút chuột phải, mình set up như vậy. Còn hai cái nút cảm ứng điện rung hai bên hông, mình cho nó hiển thị cửa sổ ứng dụng. Thì hai cái nút này thật ra là mình bấm thì nó rất là nhạy, nhưng mà cái độ phản hồi của nó thì rất là kém. Tức là giống như là mình bấm nhưng mà mình không biết là mình đã bấm vậy. Nó có phát ra một tiếng âm thanh rất là nhỏ. Nói chung là nếu như mà mình không để ý thì sẽ không thể nghe được. Đó, mình nhấn, mình đã nhấn rồi đó. Nói chung là hai cái nút này thì nó hơi kém. Cái độ tương tác của nó với cái tay của mình nó rất là kém. Nó không giống như cái nút lăn. Cái nút lăn thì rất là tốt. Mình có thể, nếu như mà thấy nó nhanh quá, mình có thể set up cho nó chậm lại một chút để quen với cái tay của mình thôi. Rồi cái cuộn mình có thể set up là 360 độ dọc và ngang, hoặc là chỉ chiều dọc, hoặc là mình tắt luôn. Mặc dù là con chuột này không còn bán rộng rãi trên thị trường nữa, nó cũng đã hơn 10 năm tuổi rồi, nhưng có thể thấy là những cái tính năng mà nó có so với những cái con chuột thông thường bây giờ thì nó có thể nói là nó đã hơn rất là nhiều những cái con chuột thông thường bây giờ. Nếu như bạn nào muốn sở hữu nó thì chỉ cần chơi trò chơi mà mình có post ở trong bài viết, chỉ cần comment và nói một chút cảm nhận về con chuột mà bạn đang xài, biết đâu bạn có thể
may mắn trúng cái con chuột này. Rồi, mình là Thanh Tùng, tinh tế.vn.